tất cả anh em nhé. Hôm trước thì mình có giới thiệu cho nghe cái bộ sản phẩm là tester đỏ và phát xanh. Thì hôm nay mình có nhận được một ca cá thì có vấn đề của khách. Thì con cá này là mình bán cho khách được cách đây khoảng 4 năm này rồi. Đấy, và khi mà cá về thì khách có phản hồi với mình là cái phần này của nó bị đỏ và nó bị sơ. Cái thứ hai là cá lờ đờ. Thì cái quá trình mà khách chăm cá thì cái này cũng không phải hoàn toàn lỗi của khách. Thứ nhất là con cá nó mới về. Khách nuôi chung với cá chép sư tử thì đối với những cái dòng cá dữ thì đương nhiên là mình cũng có nhắc khách là sẽ có tình trạng là nó dí và nó cắn nhau. Nên là nuôi chung là phải xác định là 5 ăn 5 thua. Nhưng mà anh ấy vẫn bảo là dòng cũ, cá cũ là không vấn đề gì hết, ok, không vấn đề gì. Thế nhưng mà với những con cá mới đấy, mới về này thay đổi môi trường, thay đổi nguồn nước thì đương nhiên là con cá sẽ tiết ra một cái lượng nước nó nhiều, do nó mệt mà, và nó thay đổi nó nhạy cảm. Thế cho nên là cái tình trạng mà con cá giữ nó mút nhớt là cái chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Và đồng thời, ngoài cái việc mà nó bị mút nhớt, nó làm khô, nó làm sơ cái lớp vảy của cá như thế này, thì do là cá bị sốc nước và mình cũng không chưa có check được cái chất lượng nước của khách, khiến cho là những cái vết này nó bị nổ đen. Nổ đen thì nó có rất là nhiều nguyên nhân như là thay đổi pH này hoặc là ammonia thì nó cá bị nổ đen. Thế thì cái này thì mình sẽ bàn bạc với khách sau và sẽ tư vấn cụ thể hơn. Và thứ hai là mình sẽ giới thiệu cho anh em cách sử dụng cái sản phẩm Xơ đỏ này. Đối với cái tình trạng cá như thế này thì ngoài ra những cái trường hợp như là nấm phây hay là bị vết thương ở ngoài da thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái phương pháp này luôn nhá. Cái lắp này là cái mẫu của cái bao bì cũ này, là mình vẫn giữ lại mình dùng cho nó tiện. Đấy, với những cái vết thương mà nó bị như này này thì chúng ta sẽ nhỏ trực tiếp cái sản phẩm Xơ đỏ này, nhiều lắp đều nhá, nhỏ trực tiếp lên trên da của cá lên vết thương của cá. Cái này có tác dụng là sát khuẩn này, lành vết thương này, tái tạo lại những cái mô bị tổn thương đấy và tăng cái độ nhớt cho cá. Chúng ta cứ để con cá trên mặt nước này tầm 10 giây không vấn đề gì cả để cho cái chất dược liệu này nó ngấm vào cơ thể của cá. Cái này nó lành lắm, nhưng mà thoải mái, bơm thoải mái, hơi tốn kém tí thôi. Đó, xong chuyển sang mặt bên này. Rồi, anh em lưu ý nhá, cái phương pháp này chúng ta nên làm đủ từ sáng, chiều và tối, ngày 3 lần. Thì chỉ trong vòng 3 ngày thôi là con cá nó sẽ hồi phục rất là nhanh. Còn những cái đốm đen này này là nó có thời gian nhá, nó không phải là cái sắc tố của cá. Thế cho nên là khi mà con cá nó khỏe mạnh thì nó sẽ trở lại cái màu đỏ như ban đầu, không bị lên nghe xấu xí như thế này đâu. Ok, rồi thả nó ra. Và phải để con cá trong cái rổ sâu lòng, rộng rãi thì con cá nó có không gian để nó bơi, nếu không nó sẽ bị stress. Nhiều anh em là nhiều khi là cứ sợ là cá nó bị chổng hay là như nào đấy, làm cái rổ rất là nông. Nhưng mà các anh em lưu ý là những cái rổ nông như thế thì con cá nó stress, nó không bơi được tốt. Và cái sản phẩm tiếp theo mà mình giới thiệu đó là cái sản phẩm Go Glorycon, là của cùng một nhà sản xuất nha. Thì cái sản phẩm này đây mọi người có thể đọc được cái công dụng của nó. Công dụng là khử nước mới, khử clo, khử độc, khử bọt, khử kim loại nặng, nói chung là rất là hiệu quả dành cho cá vàng. Đối với cái dòng cá mà nó mới về và nó đang bị bệnh như này thì cái này có tác dụng là giúp cho cá nó giảm stress rất là tốt. Khi mà con cá bị giảm stress ấy, thì là con cá nó rất là yếu, nó sẽ nằm bì một chỗ, nó không ăn không uống gì cả, cái đề kháng của nó cũng kém. Thế cho nên là cái việc mà nó bị lây những nguồn bệnh mới hoặc là nó phát bệnh từ bên trong ra nó rất là dễ. Thế là chúng ta có cái sản phẩm này. Khi mà em sử dụng ấy thì là chúng ta bạn như này để cho nó bật ra. Đấy, thì trên này người ta có hướng dẫn là một bong nghĩa là một lần bấm là 150 lít nước. Thì cái này là mình chỉ minh họa thôi nhá. Còn cá bên này nó rất là khỏe, nên là mình không sử dụng, bởi vì là mình sử dụng nó rất là đều đặn. Sử dụng là tuần một lần thôi, cho nên là mình chỉ làm ví dụ cho anh em thôi. Đấy, thì là chúng ta sẽ đổ trực tiếp vào trong bể, bơm trực tiếp vào trong bể. Đây. Bơm vào. Thế là em thì em lười, nên là em chẳng bơm, thì bảo em là đổ luôn vào. Đổ trực tiếp vào bể. Giảm độc tố, chống sốc cho cá rất là hiệu quả. Cái này anh em cũng có thể dùng định kỳ nhá, giống như là hai cái sản phẩm kia. Cá rất là sụp. Với cái trường hợp này thì trong 3 ngày tới là khả năng là nó sẽ hồi. Nhưng mà anh em cứ tin tưởng ở mình nhé, vì những cái chai này thì nó rất là đơn giản, nó không có gì là phức tạp cả. Chỉ sợ là nó bị từ bên trong thôi. Và khách có hỏi mình là con cá này có phải bị bệnh từ trước hay không, thì xin thưa với anh em là không phải. Cái này là chỉ do là con cá nó mới vào cái đàn, nó mới nhập đàn, thì cho nên là nó bị quặng, nó bắt nạt thôi. Vấn đề là anh em hay hỏi mình là tại sao mà anh mua cá mới về, các shop bảo là đã giữ khỏe rồi, nhưng mà khi thả vào bể, một là cá mới chết hoặc là cá cũng chết. Thì xin thưa với anh em là con cá nó là một cái sinh vật sống trong môi trường nước, là một môi trường có rất là nhiều vi sinh. Trong môi trường nước thì nó có cả vi sinh có lợi và vi sinh có hại, nên là cái việc mà con cá nó ủ với mầm bệnh bên trong thì em khẳng định chắc chắn là con nào cũng có. Quan trọng là cái cách mà anh em thả giữ cá như thế nào, là cái chất lượng nước của bể anh em ấy nó có bảo đảm là con cá nó không phát tiết ra những cái vấn đề nó đã có sẵn hay không. Chứ còn nếu như là bể của anh em mà ok tốt, ổn, chất lượng tốt thì không có chuyện là con cá không bệnh ra đâu. Tất nhiên là cái này rủi ro thì không ai mong muốn, thế cho nên là chúng ta mới cần cái bộ sản phẩm nó hỗ trợ như thế này. Bởi vì là cá vàng bây giờ nó là cá vàng lai tạo, nó không phải là cá vàng thuần chủng như ngày xưa nữa, thế cho nên tất nhiên là cái sức khỏe của con cá nó cũng không thể nào mà nó 100% được. Thế cho nên là trong cái quá trình mà anh em chơi hay là có bất cứ cái vấn đề gì mà thắc mắc ấy, liên hệ trực tiếp với mình nhá. Lenofit có cả fanpage và trang cá nhân của mình thì đều là Lenofit ạ, hoặc là liên hệ qua hotline Zalo 0986611231 nha. Cảm ơn anh em.